Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học ứng dụng UIA, Viện Nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm. Xin phép toàn thể hội nghị cho phép tôi tên là Nguyễn Văn Dần, hộ khẩu chính thức là tập thể khu huyện Xuân Xét, đường Thế Vinh, đường gốc là Minh Hiệp. Cháu đây là con ông anh. Tôi thì là bác sĩ chuyên khoa ngoại, đã đi chiến trường từ đầu năm 66 và ở lại miền Nam sau 2 năm với ra miền Bắc, và tôi học tiếp lớp bác sĩ Đông y. Năm ngoái thì tôi đi kiểm tra sức khỏe và tôi thấy huyết áp cao, thì tôi luôn tự kiểm tra, và tôi kiểm tra ở Sanh Pôn thì thấy có mấy trường hợp. Một là axit folic hàm lượng rất cao, thứ hai là huyết áp tăng. Thứ ba là khối u tiền liệt tuyến. Thế thì viện Sanh Pôn yêu cầu là phải giữ lại, lập biên bản. Thế tôi cũng không dám nói là tôi là bác sĩ, tôi bảo thôi để tôi vì hoàn cảnh gia đình có cái công việc riêng cho tôi hoãn, thì viện Sanh Pôn cứ bắt giữ để điều trị. Thì sau khi thấy cháu giới thiệu nói cái đá, tôi sử dụng cái viên đá đó, tôi chườm cái đá theo hướng dẫn của cháu. Sau gần 2 tháng thì tôi đi kiểm tra, nhưng mà tôi không kiểm tra tại Sanh Pôn nữa. Tôi đề nghị Sanh Pôn giới thiệu sang bệnh viện đa khoa của Đông Đa để kiểm tra. Nhưng bệnh viện Đông Đa của Đông Đa thì kiểm tra đã không thấy khối u tiền liệt tuyến. Tôi lại còn tiếp tục sang viện 354 để kiểm tra lại, và tôi cũng nói để các anh siêu âm các thứ để cho tôi thật kỹ xem là khối u tiền liệt tuyến nó còn hay mất. Thứ hai là hàm lượng axit folic rất cao như thế thì còn hay không, thì bệnh viện 354 đều là cho kết quả âm tính. Thì tôi thấy rất phấn khởi và cũng cảm ơn những phần mà thầy Dư Quang Châu đã hướng dẫn cho học trò, và tôi đã được hưởng cái phần đó. Tôi xin cảm ơn, và tôi mong muốn mọi người được hưởng những cái hạnh phúc như vậy. Xin cảm ơn bác ạ. Đây là một chi tiết hoàn toàn bất ngờ trong buổi lễ ngày hôm nay. Xin cảm ơn bác, cảm ơn anh Thành. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm Năng lượng Cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchilientam.vn.